Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là màn hình của điện thoại Huawei Mate 9 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Màn hình của Huawei Mate 9 cũng giống như tất cả các loại màn hình khác của điện thoại Huawei luôn có sẵn tại cái địa chỉ của di động cao cấp.vn. Đó. Đây là màn hình khi đã tách rời ra khỏi khung thì nó như này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Huawei Mate 9 lỗi hỏng, màn hình không lên nên chập chờn lúc được lúc không. Rơi vỡ kính màn hình. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Hiện nay di động cao cấp.vn có tất cả các loại màn hình của điện thoại Huawei nói chung và màn hình của Huawei Mate 9 nói riêng tới mới quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cảm ứng của Huawei Mate 9 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn nữa về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Huawei Mate 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.